Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, việc nhà cầm quyền Hà Nội tiến hành bắt giữ nhà báo chống tham nhũng nổi tiếng ông Nguyễn Hoài Nam với tội danh lợi dụng các cái quyền tự do dân chủ được truyền thông trong và ngoài nước đăng tải rộng rãi, và điều đó nó khẳng định cho thấy cái tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ để áp dụng cho những cái tiếng nói khác biệt tỏ ra hết sức ngầu hổ và dễ bị lợi dụng. Bởi vì như quý vị đã biết, hơn ai hết những cái nhà báo chống tiêu cực ở Việt Nam, người ta rất khó hiểu được quyền hạn của họ đến đâu. Và đó là lý do tối ngày 2 tháng 4 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt ra một nhà báo để điều tra tội lợi dụng các cái quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, căn cứ theo cái điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Thưa quý vị, tin tức vừa kể được truyền thông nhà nước Việt Nam loan tải và gây chấn động giới báo chí ở Việt Nam. Mà lý do người ta bắt nhà báo chống tham nhũng nổi tiếng ông Nguyễn Hoài Nam, theo một số báo lề phải đưa tin, xuất phát từ nhiều bài viết trên trang cá nhân của ông Nguyễn Hoài Nam liên quan đến một số người. Và được biết nhà báo Nguyễn Hoài Nam từng là phóng viên các báo Thanh Niên, Pháp Luật Thành Phố, VTV, và vừa nghỉ việc tại báo Pháp Luật Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Hoài Nam từng được trưởng ban nội chính trung ương ông Phan Đình Trạc tặng bằng khen về thành tích chống tiêu cực. Theo báo Người Lao Động đã trích một cái nguồn tin giấu tên cho biết, nhà báo Nguyễn Hoài Nam, một nhà báo sinh năm 1973, đã bị tạm giam 3 tháng để điều tra về những cái hành vi liên quan theo lệnh bắt, và quyết định khác đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Thưa quý vị, mấy ngày trước đây, trước khi bị bắt giam, thì nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã đăng tải hàng loạt bài viết liên quan tới các vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam. Ngoài ra, được biết trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Hoài Nam còn đăng một số bài viết liên quan tới một số cá nhân đang công tác tại một số cơ quan tố tụng của nhà nước. Trong một cái bài viết mới nhất vào ngày 23 tháng 3, thì nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã viết cho Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ông Lê Minh Trí nhân ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội lần thứ 11 khóa 14, thì trong một cái bức thư ngỏ gửi cho Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Minh Trí, nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã tố cáo có một sự bắt tay giữa công an và Viện Kiểm sát trong một số vụ án, và các cái bằng chứng cho thấy tình trạng bỏ lọt tội phạm, mà cụ thể là những cái tiêu cực tham nhũng ở Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam. Thưa quý vị, theo luật sư Trần Đình Dũng cho biết, theo thông tin từ gia đình nhà báo Nguyễn Hoài Nam, cơ quan cảnh sát điều tra đã giải thích nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã bị ông Trần Văn Vệ tố cáo, trong đó ông Trần Văn Vệ cho rằng nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã vu khống ông Vệ. Thầy bói Hồ Hữu Hòa chỉ báo về sự mục nát của tầng lớp lãnh đạo. Gần như cùng lúc Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, gửi đơn kêu oan và tố cáo, thì cũng từ trại giam T16 của Bộ Công an, thầy bói Hồ Hữu Hòa cũng làm đơn tố cáo việc công an ép cung ông ta và chỉ đích danh tướng công an về hưu là ông Trần Văn Vệ đã làm việc đó. Hồ Hữu Hòa đang bị giam để điều tra trong vụ án có liên quan đến viên trung tá tình báo Vũ Nhôm. Cáo buộc cùng lời khai của ông Hòa trước đây cho biết, ông ta đã giúp Vũ Nhôm đưa hối lộ cho đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai của tướng công an về hưu Nguyễn Văn Hưởng. Ông Trần Văn Vệ là người được các ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư và Nguyễn Xuân Phúc, cựu Thủ tướng, đương kim Chủ tịch nước, tin cẩn vì đã đưa vào lò ông Trọng nhiều nhân vật có tiếng. Diễn biến mới liên quan đến Hồ Hữu Hòa cho thấy có hai phe khá rõ đang kình chống nhau dữ dội. Một bên là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Văn Vệ, bên kia là Tô Lâm, Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Văn Hưởng. Một nguồn tin còn cho biết, Bộ trưởng Tô Lâm nhất định không chịu rời Bộ Công an để làm Phó Thủ tướng Thường trực sau bầu cử Quốc hội như các tin đồn đoán. Sự việc phức tạp một cách thú vị hơn nữa là
Tô Lâm đã phối hợp với ông Nguyễn Phú Trọng đưa một vụ săn bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về nước xử tội tham nhũng, mà Trịnh Xuân Thanh là tay chân cấp thấp của người tử tế Nguyễn Tấn Dũng. Tất cả những điều này cho thấy, thứ nhất là các phe phái cầm quyền Việt Nam không cố định, một số nhân vật có thể chạy qua chạy lại giữa các ông lớn. Thứ hai, liên quan nhiều hơn tới xã hội Việt Nam đương thời là xuất hiện một tầng lớp tâm linh như Hồ Hữu Hòa, dính dáng chặt chẽ đến giới quý tộc đỏ cầm quyền. Dĩ nhiên tầng lớp này nằm chung trong hiện trạng xã hội Việt Nam hiện nay với Phật to, chùa lớn, thần y. Hơn 30 năm trước, một nhân vật cao cấp của chính quyền Việt Nam tại Sài Gòn qua đời. Ông này từng là một nhân vật quan trọng trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Trong đám tang của ông đã có cầu siêu, cho thấy những người cộng sản không phải hoàn toàn vô thần như họ thường tuyên bố. Trong một chừng mực nào đó, việc cầu siêu có thể được cho là một nét văn hóa của người Á Châu nói chung, người Việt nói riêng, cũng không có gì nặng nề, tạm chấp nhận được là những người cộng sản Việt Nam vô thần cũng cầu siêu. Tuy nhiên, diễn biến sau đó của xã hội Việt Nam mà chúng ta biết được qua những thông tin chính thức của báo chí nhà nước, qua những lời đồn đãi, có thể nói tầng lớp cầm quyền ở Việt Nam hiện nay không chỉ tuân theo các nét văn hóa mang tính tinh thần như việc cầu siêu, mà còn đi sâu vào chuyện mê tín dị đoan, kinh dịch, tử vi lý số. Và đó là môi trường vô cùng thuận lợi để xuất hiện tầng lớp bói toán như Hồ Hữu Hòa. Những người này làm cố vấn cho các quan chức muốn thăng tiến, đi chùa nào, đền nào, miễu nào, cúng bái ra làm sao, dần dần tiến tới chuyện họ làm con thoi giữa các quan chức với nhau để vận hành hệ thống bôi trơn, hối lộ trong các nấc thang quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân vật Hồ Hữu Hòa làm tôi nhớ đến một thầy bói và thần y khác vang bóng một thời trên thế giới là kẻ dị giáo Khrigorkhi Rasputin thời nước Nga Sa Hoàng. Rasputin được cho là đã lũng đoạn chính trường nước Nga qua quan hệ gần gũi của ông ta với vợ chồng Nga Hoàng, sau khi ông ta may mắn cứu con trai duy nhất của Nga Hoàng là Alexei thoát chết do mắc chứng bệnh máu khó đông. Theo các nhà sử học, sự xuất hiện của Rasputin làm cho chế độ Nga Hoàng thêm suy yếu cùng với những mâu thuẫn xã hội vốn có của nó, dẫn đến chính biến tháng 10 1917 theo lịch cũ của Nga. Cả gia đình Sa Hoàng bị sát hại, những người cộng sản của Lenin lên cầm quyền. Một điểm rất thú vị giữa Rasputin của nước Nga Sa Hoàng và Hồ Hữu Hòa của nước Việt Nam Cộng sản là nơi xuất thân của hai người. Rasputin xuất thân từ một gia đình nông dân Nga xa xôi tận vùng Siberia hoang vắng. Hồ Hữu Hòa lại có liên quan đến gia tộc họ Hồ vùng Nghệ An lừng lẫy. Gia tộc này có nhiều nhân vật chính trị Việt Nam như các ông họ Hồ Hữu, Hồ Đắc, Hồ Sĩ và cả Hồ Chí Minh, người thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghệ An cũng từng là đất kiêu binh thời vua Lê Chú Trịnh và quê hương của rất đông cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Sự đổ vỡ của một chế độ xuất phát từ mâu thuẫn nội tại của nó, từ xã hội mà nó không quản lý được, ngay cả khi không có cuộc cách mạng nào. Rasputin là chỉ báo về bề mặt suy tàn của chế độ Nga Hoàng và xã hội Nga trước cuộc cách mạng Cộng sản. Còn Hồ Hữu Hòa thì sao? Như quý vị đã biết, ông Trần Văn Vệ là một trung tướng công an đã nghỉ hưu, nguyên là phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, nguyên chánh văn phòng cơ quan cảnh sát Bộ Công an, nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát Bộ Công an Việt Nam, nguyên giám đốc công an tỉnh Thái Bình, là một người đầy tài tiếng. Thậm chí sau đại hội 12, hàng với một cái loạt bài viết về những cái hành động tiêu cực của trung tướng Trần Văn Vệ thì người ta tưởng rằng công cuộc đốt lò của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thiêu cháy cái thành củi quá khô này. Nhưng mà ngược lại, thưa quý vị, ông Trần Văn Vệ đã thoát tội. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Hoài Nam là một nhà báo nổi tiếng với những thành tích điều tra được nhiều vụ án tham nhũng. Và đó là lý do vì sao Ban Nội chính Trung ương đã tặng thưởng bằng khen về cái thành tích này cho nhà báo Nguyễn Hoài Nam. Thưa quý vị, theo báo Người Lao Động, vào tháng 2 năm 2021, ông Nguyễn Hoài Nam từng được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh gửi thư mời để làm việc theo đơn của hai cá nhân tố cáo ông Nguyễn Hoài Nam có một cái hành vi vu khống đối với Trung tướng Trần Văn Vệ. Vào ngày 27 tháng 2, nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã mô tả trên trang Facebook cá nhân của mình cho biết
đúng giờ mời của PC01, tức cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ điều tra ra cổng dẫn tôi vào làm việc với điều tra viên cũng tên là Nam tại bàn làm việc của PC01. Sau khi điều tra viên nói việc hồ sơ do C01 của Bộ Công an từ Hà Nội chuyển vào, do có đơn tố cáo của Trung tướng Trần Văn Vệ và Trung tá Trần Văn Quân tố cáo tôi, tức nhà báo Nguyễn Hoài Nam, vu khống họ. Theo đó, hai sĩ quan công an họ Trần này, tức Trần Văn Vệ và Trần Văn Quân, làm đơn tố cáo lên C01, lại là đơn vị mà trước đây Trung tướng Trần Văn Vệ đang công tác với cái chức vụ lãnh đạo của cơ quan điều tra. Theo nhà báo Nguyễn Hoài Nam, đúng ra nguyên tố cáo của các ông ấy có thể làm đơn tố cáo gửi thẳng cho công an thành phố Hồ Chí Minh là nơi tôi thường trú, thì nó là một cái việc bình thường, không có gì đáng nói. Đằng này, các kia ông Trần Văn Vệ và Trần Văn Quân làm đơn gửi tới C01 của Bộ Công an là nơi mà Trung tướng Trần Văn Vệ từng là thủ trưởng cơ quan này. Còn ông Trần Văn Quân hiện đang là phó phòng 5 của C01. Theo nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng việc nhận đơn của thủ trưởng cũ, C01 lập kế hoạch xác minh, sau đó đích thân bay vào thành phố Hồ Chí Minh giao cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay thì tôi đã quá hiểu cách làm không tuân thủ pháp luật của C01. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế đưa tin kể từ đầu năm 2021 cho đến nay thì Bộ Công an Việt Nam đã bắt giam ít nhất 7 người vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia. Trong đó có 3 nhà báo, bao gồm trường hợp mới nhất đó là nhà báo chống tham nhũng nổi tiếng ông Nguyễn Hoài Nam. Thưa quý vị, nhà báo Nguyễn Hoài Nam là một cái nhà báo đưa ra những cái vấn đề gai góc, đặc biệt với các cái bài phóng sự đã làm bộc lộ cái khối u nhọt của, đặc biệt là của ngành công an. Nói về nhà báo chống tham nhũng Nguyễn Hoài Nam, nhà báo Mai Quốc Ấn có một status có tựa đề anh Nguyễn Hoài Nam. Chúng tôi muốn trình bày cái nội dung này để quý vị thấy rằng vì sao nhà báo Nguyễn Hoài Nam, một cựu phóng viên của báo Thanh Niên, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh được giới báo chí nể trọng. Theo nhà báo Mai Quốc Ấn, ở cái xứ văn mình vợ người này, phàm là những người cầm bút, ít ai người ta nể trọng ai thực sự, kể cả là nể miệng chứ đừng nói người ta nể trọng ở trong lòng. Xong tôi nể trọng nhà báo Nguyễn Hoài Nam, vì theo nhà báo Mai Quốc Ấn, nếu có một nhà báo nào khoe đề tài nào đó, mình sẽ đoạt giải quốc gia dù những cái bài báo đó chưa đăng, thì nhà báo Nguyễn Hoài Nam chắc chắn là một trong vài cái tên nói lên những cái kiểu đó. Và tôi tin đúng là sau mấy lần nhà báo Nguyễn Hoài Nam nói những cái điều vừa kể thì nhà báo Nguyễn Hoài Nam đều được những cái giải báo chí quốc gia. Theo nhà báo Mai Quốc Ấn, mà nhà báo Nguyễn Hoài Nam giỏi thật, điều tra nhập vai đều nhiều và ra được những cái sản phẩm gây chấn động dư luận như Nguyễn Hoài Nam thì ở Việt Nam chưa ai bằng. Ngay cả những cái phóng sự hồ sơ mà nhà báo Nguyễn Hoài Nam cũng giỏi. Nói về phóng sự hồ sơ mà Nhật Kim Cương trong một cái văn bản lướt qua tưởng tượng vô thượng vô phạt thì ở Việt Nam chỉ có một người là Nguyễn Hoài Nam. Có nhiều người không ưa nhà báo Nguyễn Hoài Nam, thậm chí họ rất rất không ưa vì nhà báo Nguyễn Hoài Nam giỏi và vì cá tính của Hoài Nam rất thẳng. Nhà báo Nguyễn Hoài Nam thẳng đến mức như câu mà Nguyễn Hoài Nam thường nói với nhà báo Mai Quốc Ấn đó là anh đúng nên anh đéo sợ bố con thằng nào. Thậm chí một nhà báo đảng đã phải thừa nhận phóng viên Nguyễn Hoài Nam đã mang lửa nghề sưởi ấm cho cuộc sống. Và đó là lý do vì sao nhiều nhà báo thân quen với nhà báo Mai Quốc Ấn đã khuyên đừng chơi với Hoài Nam, rất nguy hiểm. Và nhà báo Mai Quốc Ấn cho rằng răng thì cứng nên nó gãy, lưỡi thì mềm mà nó còn. Đó có thể làm cách ngôn của nhiều người thức thời. Như Mai này, da thì tiêu tan trước khi xương cốt rồi cũng trở thành bụi đất, thì người ta chỉ thấy hàm răng, chứ còn miệng lưỡi thì nó còn đâu. Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị, nhà báo Nguyễn Hoài Nam là một cái nhà báo với các cái phóng sự điều tra nóng bỏng, đánh trúng vào những cái vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt nó liên quan tới ngành công an.
Và đó, nó là lý do vì sao nhà báo Nguyễn Hoài Nam bị Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đã nghỉ hưu từ năm 2020, đã tiến hành tố cáo, và nó dẫn đến cái việc người ta đã bắt giữ một cái nhà báo tài ba, là một trong những nhà báo hàng đầu trong cái vấn đề chống tham nhũng và tiêu cực. Mà như chúng tôi đã giới thiệu với quý vị, từ sau đại 12, khi mà công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi lên, thì báo Người Cao Tuổi khi đó đã đăng một cái loạt bài ma thuật của một đại tá công an tố cáo những cái hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, kể cả những việc giả mạo hồ sơ giấy tờ của đại tá khi đó Trần Văn Vệ. Đại tá Trần Văn Vệ khi đó là giám đốc công an tỉnh Thái Bình. Và khi bị phát hiện thì đại tá Trần Văn Vệ được biết đã sử dụng một số tiền lớn để chạy chức lên ngồi chức ghế phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát tại Bộ Công an. Và khi đó người ta hy vọng rằng người đốt lò Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa thành củi khô này vào lò để làm gương. Vậy mà thưa quý vị, cái phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng không có vùng cấm, mà cuối cùng nó đã trở thành có vùng tránh. Mà một cái điều lạ lùng hơn chúng tôi muốn nói với quý vị đó là tại sao ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn kêu gọi chống tham nhũng, mà cuối cùng những người chống tham nhũng thì bị triệt hạ. Cụ thể như cụ Lê Đình Kình ở làng Đồng Tâm, một cái người đấu tranh chống tham nhũng trong việc bảo vệ đất cho nông dân thì đã bị bắn chết. Và mới đây nhất đó là nhà báo chống tham nhũng nổi tiếng, nhà báo Nguyễn Hoài Nam, do tố cáo với các cái bài phóng sự liên quan tới ông Trần Văn Vệ, thì đến hôm nay kết quả quý vị đã thấy đã bị bắt giữ truy tố theo cái điều khoản mà bất kỳ ai cũng có thể vướng vào. Để quý vị hiểu rõ hơn Trần Văn Vệ là một con người như thế nào, chúng tôi xin giới thiệu một cái loạt bài viết tố cáo những cái tội trạng của quyền tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát Trần Văn Vệ dưới thời còn là đại tá giám đốc công an Thái Bình, để quý vị hiểu bộ mặt thật của Trần Văn Vệ ra sao, và những cái bài viết tố cáo chống tiêu cực của nhà báo Nguyễn Hoài Nam nói có đúng hay không, mà tại sao Trung tướng Trần Văn Vệ lại cho rằng vu cáo. Thưa quý vị, theo tác giả Nguyễn Trọng Thắng, trong cái loạt bài viết ma thuật của một đại tá công an viết về giám đốc công an Thái Bình ông Trần Văn Vệ, theo đó nhà báo Nguyễn Trọng Thắng chỉ rõ có lẽ đó chỉ là một cái vụ việc hì hữu bi hài có một không ai ở cái thời đại Nguyễn Phú Trọng, khi mà vợ một quan chức đầy quyền uy của một cơ quan pháp luật tỉnh Thái Bình lại được độc đắc hưởng chế độ hưu trí khi bà ấy mới 33 tuổi. Và điều này để lại miệng tiếng thế gian đàm tiếu. Người ta nói gia đình ông Trần Văn Vệ là nhà ấy thật vô phúc, sinh con rồi mới sinh cha. Thưa quý vị, cái câu này thì mấy ngày vừa qua chúng tôi cũng nói nhiều về cái vấn đề Quốc hội 14 bầu chủ tịch Quốc hội khóa 15. Điều đó chúng tôi nhấn mạnh để quý vị thấy rằng cái chuyện sinh con rồi mới sinh cha, đến người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều Nguyễn Phú Trọng con làm, thì đừng trách gì đại tá Trần Văn Vệ, giám đốc công an Thái Bình. Nói về cái trường hợp vừa kể, đó là người ta nói về bà Bùi Thị Kim Liên, là vợ đại tá Trần Văn Vệ, nguyên giám đốc công an tỉnh Thái Bình, và là cựu phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, rồi leo lên chức quyền tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát. Và với cái hành vi giả mạo làm hồ sơ giả cho vợ của mình để hưởng chế độ hưu trí ở cái độ tuổi 33, thì đại tá Trần Văn Vệ khi đó đã cuốn trọn 163 tháng lương hưu, có nghĩa là 13 năm 7 tháng tiền lương hưu của vợ mình. Và cho đến khi bị báo chí phát hiện và tiến hành điều tra, thì đại tá Trần Văn Vệ khi đó là giám đốc công an tỉnh Thái Bình đã phải vội vã điều tình với Bảo hiểm xã hội của tỉnh Thái Bình và đem nộp lại số tiền gian lận nhằm lấp liếm dư luận cũng như để bảo toàn chiếc ghế làm quan. Nhưng một cái điều thưa quý vị, chớ kêu thay, Trần Văn Vệ lại tiếp tục giở trò ma thuật làm hồ sơ giả gửi đi tìm cơ hội để làm lại chế độ hưu trí cho vợ. Ở đây thì quý vị hiểu rằng khi mà
làm hồ sơ giả cho vợ ở cái tuổi 33 nhận tiền hưu trí 13 năm 7 tháng rồi. Bị phát hiện thì Trần Văn Vệ đã nộp lại số tiền vừa kể. Nhưng một cái điều đáng nói đó là sau đó Trần Văn Vệ lại tiếp tục làm lại hồ sơ cho vợ để gian lận cái tiền hưu trí. Thưa quý vị, không phải chỉ như vậy mà những cán bộ nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội ở Thái Bình, những người mà đã thực hiện cái việc thu hồi những cái đồng tiền tham nhũng của vợ ông Trần Văn Vệ trong việc sử dụng lương hưu, sau đó đúng một năm thì bị chính đại tá Trần Văn Vệ trong tư cách giám đốc công an tỉnh Thái Bình ra lệnh tống giam. Song có một cái điều thưa quý vị rất khó hiểu là cái hồ sơ giả mạo gửi bảo hiểm xã hội của vợ ông Trần Văn Vệ lại được miễn trừ nằm ngoài hồ sơ của vụ án, và nó là điều mà khiến dư luận xã hội ở Thái Bình người ta bức xúc, hoài nghi, thậm chí người ta lo ngại cũng như bất bình. Đó là việc Trần Văn Vệ đã cải lão hoàn đồng cho vợ mình, là một bà giám đốc hoạt động cách mạng từ năm 8 tuổi. Thưa quý vị, cái điều này nó cũng tương tự như ông Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước, đã từng gian lận tuổi của mình tới 6 tuổi. Thì đại tá Trần Văn Vệ, giám đốc công an tỉnh Thái Bình, vào năm 2007 đã ký và cấp chứng minh thư nhân dân chính thức cải lão hoàn đồng cho vợ của mình là bà Bùi Thị Kim Liên. Tức là từ một cái bà lão gần 60 tuổi mà trong cái hồ sơ giả gian lận tiền hưu trí thì vợ của ông Trần Văn Vệ sinh ngày 20 tháng 9 năm 1949 và khi bị phát hiện buộc phải chờ lại ngày sinh thật, đó là ngày 14 tháng 1 năm 1960. Thưa quý vị, thực ra chẳng có phép màu nào cả để biết vợ của Trần Văn Vệ, tức bà Bùi Thị Kim Liên, từ một bà lão gần 60 tuổi với cái ngày sinh là 20 tháng 9 năm 1949 trở lại một cái ngày sinh thật, đó là 14 tháng 6 năm 1960. Mà cái vụ việc này đã xảy ra cách đây 17 năm về trước, thời mà Trần Văn Vệ còn là một sĩ quan công an bình thường. Trần Văn Vệ đã nhờ đồng nghiệp cải sửa hồ sơ lý lịch cũng như chứng minh thư nhân dân cho vợ mình, khai khống lên 11 tuổi để đủ tuổi làm chế độ hưu trí theo quy định. Và đến năm 1993 thì bà Bùi Thị Kim Liên, vợ của Trần Văn Vệ, chính thức nhận một cái quyết định nghỉ hưu số 85 với một cái bộ hồ sơ giả sửa ngày sinh từ năm 1960 trở thành năm 1949. Và điều đó đã cho thấy vợ ông Trần Văn Vệ, bà Bùi Thị Kim Liên, đã có nhiều tuổi hơn Trần Văn Vệ 10 tuổi. Và đó là lý do tại sao ở tỉnh Thái Bình những cái năm 90 của cuối thế kỷ trước, người ta có những cái đồn thổi và đàm tiếu là vợ của một sếp trong ngành công an tỉnh Thái Bình 30 tuổi đã được hưởng lương hưu của nhà nước. Nhưng mà rõ ràng chính quyền sở tại tiến hành ra soát toàn bộ danh sách hưu trí trên địa bàn của phường cũng không phát hiện ra. Nhưng mà một số lãnh đạo chủ chốt của phường biết việc này, biết việc Trần Văn Vệ đã sửa hồ sơ để làm giả một cái hồ sơ cho cán bộ hưu trí để nghỉ hưu cũng như lĩnh lương, nhưng mà tất cả đều sợ, không dám mở miệng tố cáo, bởi vì người ta phải tránh hàng hủ. Và đó là lý do không ai dám động đến vợ của Trần Văn Vệ. Nhưng mà thưa quý vị, cuối cùng cũng nhờ vào báo chí mà người ta đã phát hiện được cái chuyện bà Bùi Thị Kim Liên, vợ của Trần Văn Vệ, đã đăng ký lương hưu ở một cái địa chỉ khác. Nhưng mà táo tợn hơn đó là bà Bùi Thị Kim Liên, vợ của đại tá Trần Văn Vệ, không đi nhận lương hưu mà có người mang đến tận nhà. Theo đó, tại hồ sơ bảo hiểm xã hội của tỉnh Thái Bình, người ta phát hiện ra trên mạng vi tính quản lý nội bộ trong danh sách nghỉ hưu theo phần L, tức là tên bà Liên, vợ của Trần Văn Vệ, tại số thứ tự 540, số sổ là 1120481, có tên bà Bùi Thị Kim Liên, nguyên quán xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, nơi đăng ký hưởng lương hưu tại số 38 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, với một cái mức lương hưu là 854.360 đồng một tháng vào cái thời điểm tháng 6 năm 2006. Điều đó đã cho thấy 10 năm vợ của Trần Văn Vệ lặng lẽ nghiễm nhiên lĩnh lương hưu tì tì
mà không phải đăng ký với chính quyền sở tại. Và chỉ khi đến cái sự việc này vỡ lở thì người ta mới biết hàng tháng có cán bộ của Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Bình trực tiếp mang tiền lương hưu đến tận trao cho vợ của Trần Văn Vệ. Điều đó nó chứng tỏ để quý vị thấy rằng ảnh hưởng cũng như quyền uy của Trần Văn Vệ tại tỉnh Thái Bình thật là khủng khiếp. Thưa quý vị, sau khi báo người cao tuổi xem xét lại toàn bộ hồ sơ giả mạo để làm hồ sơ nghỉ hưu giả cho vợ của Trần Văn Vệ là bà Bùi Thị Kim Liên thì thấy rất nhiều điều gian dối. Cụ thể là tại quyết định số 85 ngày 10 tháng 11 năm 1993 của Giám đốc Sở Công Giao thông Vận tải Thái Bình thì vào lúc 8 tuổi bà Bùi Thị Kim Liên vợ Trần Văn Vệ đã tham gia cách mạng, 14 tuổi đã trở thành quân nhân trung đoàn 952 vùng 1 Hải quân, 18 tuổi là công nhân xí nghiệp cơ khí giao thông Thái Bình. Nhưng mà một cái điều đáng lạ đó là báo cáo kết quả xác minh số 13 kiểm tra của phòng kiểm tra Bảo hiểm xã hội Thái Bình xác định bà Bùi Thị Kim Liên vợ ông Trần Văn Vệ chỉ có thời gian công tác 10 năm. Đó là từ tháng 10 năm 1983 đến tháng 11 năm 1993 và chỉ làm việc duy nhất ở một đơn vị, đó là xí nghiệp cơ khí giao thông Thái Bình. Vậy mà thưa quý vị, không biết dựa vào căn cứ nào tại cái quyết định nghỉ hưu của bà Bùi Thị Kim Liên vợ ông Trần Văn Vệ lại được tính đủ thời gian quy đổi là 25 năm 6 tháng. Và sau đó thưa quý vị, đến năm 2006 sau khi bị phát hiện thì Trần Văn Vệ trong cương vị Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã phải đích thân trực tiếp điều đình với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình để hy vọng cái vụ gian lận này sẽ được chìm xuống. Đó là lý do vì sao ngày 11 tháng 6 năm 2007 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình đã ra quyết định chấm dứt trả lương hưu cho vợ ông Trần Văn Vệ và quyết định thu hồi lại mỗi số tiền 49.188.300 đồng tính vào cái thời điểm năm 2007 với lý do đó là những cái đồng lương man trá mà bà Bùi Thị Kim Liên vợ của đại tá Trần Văn Vệ đã lĩnh trong tổng giá trị mà bà Bùi Thị Kim Liên đã hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. Và lẽ ra cái vụ việc vừa kể phải được khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Bùi Thị Kim Liên. Nhưng mà một cái điều trớ trêu, chồng của bà Bùi Thị Kim Liên chính là Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị, chưa hết, Trần Văn Vệ còn hàng loạt các cái hành động gian lận với những cái điều người ta gọi là những cái trò ảo thuật man trá, được cho là nhân viên có chức doanh nghiệp rồi qua cầu thì Trần Văn Vệ chém ván. Thưa quý vị, theo báo người cao tuổi tưởng rằng những cái sai phạm vừa kể sẽ được khắc phục và chấm dứt để rồi người đời cũng có thể bỏ qua cho cái hành động gian lận của vợ chồng ông Trần Văn Vệ. Nào ngờ lòng tham của kẻ tham nhũng không có đáy, ông Trần Văn Vệ sau đó tiếp tục oan ảo thuật lập một cái hồ sơ giả mạo nữa gửi Bảo hiểm xã hội. Và khi đó Trần Văn Vệ trong tư cách Giám đốc Công an Thái Bình đã sai bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Bình, đó là một cái doanh nghiệp tư nhân được đại tá Trần Văn Vệ che chắn, làm một cái hồ sơ giả gửi Bảo hiểm xã hội để chờ cơ hội tiếp tục làm thủ tục hưu trí cho vợ. Có một cái điều nghịch lý chúng tôi muốn nói với quý vị, đó là tại tờ trình số 68 công văn tổ chức tháng 12 năm 2006 của cái Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Hải Bình bịa ra cái thời gian công tác của bà Bùi Thị Kim Liên, đó là tháng 1 năm 1995 đến tháng 4 năm 2005 công tác tại Công ty Cổ phần Vận tải Biển Hoàng Phát từ tháng 5 2005 cho đến 2007 công tác tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Bình. Nhưng có một cái điều đó là tại cái tờ trình số 10 công văn tổ chức thì cái doanh nghiệp tư nhân Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Bình lại ghi từ tháng 1 năm 2002 đến tháng 4 năm 2005 thì công tác tại Công ty Cổ phần Vận tải Biển Hoàng Phát, từ tháng 5 2005 đến tháng 7 2007 công tác tại Công ty Du lịch và Thương mại Hải Bình. Và đó là lý do người ta phát hiện rằng trong thực tế
thời điểm thời gian công tác của bà Bùi Thị Kim Liên, vợ Trần Văn Vệ ở hai công ty Master Jingle, thì khi đó hai công ty vừa kể đều chưa được thành lập. Và điều đó nó đã cho thấy một cái sự gian dối của giám đốc doanh nghiệp Hải Bình. Trong khi ấy, bà Bùi Thị Kim Liên chưa hề có mặt một ngày làm việc ở hai công ty trên. Và trong cái thời điểm đó thì bà Bùi Thị Kim Liên đang nhận lương hưu trong cái vụ gian dối lần trước. Nhưng mà một cái điều đáng nói thưa quý vị, đó là bà cán bộ nhân viên Bảo hiểm xã hội Thái Bình, đó là các ông bà Bùi Thị Nhung, Vũ Thị Thảo và Lý Công Trường, vì chấp hành nghiêm lệnh của cấp trên, làm những cái thủ tục man trá gửi Bảo hiểm xã hội để cho vợ của Trần Văn Vệ lĩnh lương hưu. Sau đó đúng một năm lại được chính Trần Văn Vệ ra lệnh tống giam về cái tội giả mạo hồ sơ. Chỉ có cái trường hợp gian lận của bà Bùi Thị Kim Liên, tức là chủ mưu, thì lại được miễn trừ nằm ngoài vụ án. Và sau đó bà Bùi Thị Kim Liên được đặc cách đứng ngoài vòng pháp luật. Thưa quý vị, đó là lý do báo Người Qua Tuổi thấy rằng, quan sát toàn bộ diễn biến của vụ việc nêu trên thì ai cũng thấy đau lòng. Người ta đau lòng bởi cái cơ chế quản lý hành chính của Việt Nam hiện nay nó có quá nhiều lỗ hổng để cái bọn quan chức nó đục nước béo cò. Đồng thời người ta buồn về những nhà chức trách đầy quyền uy, không giữ kỷ cương phép nước. Thậm chí những người lãnh đạo của các cơ quan bảo vệ pháp luật mà lại an tòng tiếp tay cho cái bọn lợi dụng để bòn rút tiền của nhà nước. Cụ thể là cái hành động chiếm đoạt tiền lương hưu giả mạo của bà Bùi Thị Kim Liên, vợ của đại tá Trần Văn Vệ, giám đốc công an tỉnh Thái Bình. Và đó là lý do người ta buồn cho một cái quan chức đầy quyền uy như Trần Văn Vệ giữ một cái trọng trách bảo vệ pháp luật ở tỉnh Thái Bình. Vậy mà Trần Văn Vệ có những cái hành động gian dối một cách nghiêm trọng như vậy. Nhưng có một điều người ta nghi ngờ, tại sao những cái hành động đơn giản vừa kể của Trần Văn Vệ lại được các cơ quan trung ương bỏ qua. Thưa quý vị, đó là chúng tôi chỉ kể về một cái vụ việc mà chúng tôi gọi là những cái hành động vi phạm đơn giản như vậy. Còn những cái hành động sau đây chúng tôi trình bày với quý vị để quý vị thấy Trần Văn Vệ là một trùm tham nhũng. Trần Văn Vệ có thể ăn bất kỳ những gì mà Trần Văn Vệ có thể chiếm đoạt được. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày một loạt các cái vụ việc tiếp theo rất hy hữu nhưng nó đầy bi hài, mà mọi người càng nhận ra một cái năng lượng lực cũng như sở trường ma thuật của đại tá Trần Văn Vệ, giám đốc công an tỉnh Thái Bình, mà đến lúc rồi đạt tới một cái đỉnh cao quyền lực, đó là quyền tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát. Thưa quý vị, những cái sai phạm của Trần Văn Vệ dưới cái thời làm giám đốc công an tỉnh Thái Bình, nó không chỉ là một, hai hay ba vụ việc, mà nó là hàng chục vụ việc thông qua sự phát giác của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thái Bình. Và những cái vụ việc bị tố cáo có dấu hiệu dính líu đến những cái vụ việc sai phạm nghiêm trọng. Nhưng mà rõ ràng những cái sai phạm nghiêm trọng đó của đại tá Trần Văn Vệ tại sao không bị xử lý? Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng sau đại 12 với cái công cuộc đốt lò mà một cái trường hợp điển hình cụ thể như vậy không được chấm dứt? Và đó là lý do vì sao sau cái thời đại tá Trần Văn Vệ bị cáo ra, Trần Văn Vệ đã chuyển đi chỗ khác rồi, ở Thái Bình nó vẫn xảy ra những cái vụ án đầy tai tiếng mà nó đã được khơi dậy vào năm 2020 liên quan tới đường nhuệ như quý vị đã biết. Trở lại những cái hành vi tham nhũng của Trần Văn Vệ trước đây, ví dụ như cái vụ việc di chuyển trụ sở công an Thái Bình ra một khu vực khác, thậm chí là ra một cái khu vực bãi tha mạ ở Kỳ Bá Trần Lãm để nâng giá đất đô thị cho em trai, đồng thời nhượng bán nhà công vụ của công an tỉnh Thái Bình và trụ sở công an huyện Đông Hưng cho em trai, tức là một cái đại diện của ngân hàng cổ phần, rồi tiếp tục làm thủ tục mạo danh phó tổng giám đốc của một công ty cho vợ mình là bà Bùi Thị Kim Liên, để bà Bùi Thị Kim Liên có điều kiện đóng vai một nữ doanh nhân sáng giá, tháp tùng phó chủ tịch nước bà Nguyễn Thị Doan đi thăm Hoa Kỳ và Mexico. Và đó là một cái điều khi hình ảnh bà Bùi Thị Kim Liên, vợ của Trần Văn Vệ, xuất hiện trong tư cách một doanh nhân thành đạt đi tháp tùng phó chủ tịch nước bà Nguyễn Thị Doan, thì nhân dân Thái Bình ngạc nhiên
và phẫn nộ. Vậy mà sự việc đó không ai xử lý. Vậy bà Bùi Thị Kim Liên, vợ Trần Văn Vệ, đã mạo danh nữ doanh nhân tháp tùng cho Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đi thăm Hoa Kỳ và Mexico như thế nào? Việt Thành cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.